Chiều nay, Sở Y tế đã tổ chức họp triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, các phòng chuyên môn, các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến chiều ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh mới. Toàn tỉnh có 16 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh xác định trong cả nước. Kết quả xét nghiệm đến chiều ngày 3 tháng 5 đã có 15 trên 16 trường hợp âm tính, còn một trường hợp đang chờ kết quả. Ngành y tế đã tiến hành điều tra, giám sát và thực hiện theo dõi sức khỏe cho trên 300 trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi mắc. Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn bất cập, đề xuất giải pháp quản lý đối với các trường hợp chuyên gia nước ngoài sau cách ly tập trung tại khách sạn, trở về doanh nghiệp, công ty, làm việc. Việc phối hợp quản lý cách ly y tế tại nhà, vấn đề lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, việc kiểm soát các trường hợp đi về từ vùng dịch, siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở y tế. Để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn nữa, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cần tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh. Các bệnh viện nâng cao mức độ phòng dịch tại đơn vị mình, làm tốt việc khai báo y tế, hạn chế số lượng người thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư hóa chất cho công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý người đi về từ vùng dịch, đối tượng nhập cảnh cách ly tại các khách sạn, cơ sở cách ly tập trung, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn trong công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 2.